copy of Ren in Saigon. Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt máy in màu Epson L1210. Thì đầu tiên các bạn sẽ kết nối cáp nguồn và cáp in USB. Cáp in USB thì một đầu cắm lên trên máy in và đầu còn lại các bạn cắm lên trên máy tính để bàn hoặc là trên laptop của các bạn. Nào bây giờ chúng ta cùng lên trên máy vi tính tiến hành download và cài đặt ra và in nha các bạn. Mời bạn cùng theo dõi video. Và bây giờ trên máy vi tính các bạn sẽ lít chuột phải vào biểu tượng DPC và chọn Properties. Các bạn sẽ kiểm tra phiên bản hệ điều hành của các bạn đang sử dụng là Windows mấy. Ở đây chúng ta có Windows 10 Pro. System Type 64-bit. Cách làm tương tự trên Windows 7 hay là Windows 11 hoặc là Windows 8. Sau đó các bạn sẽ vào trình duyệt web. Các bạn vào Google và gõ từ khóa là driver Epson L1210 Windows 10 64-bit. Các bạn mở cái link đầu tiên của epson.com.vn. Link download mình sẽ để trong phần miêu tả video, các bạn có thể vào đó download cho nhanh. Hệ thống vận hành, các bạn click vào và chọn Windows 10 64-bit. Sau đó bấm Go. Tại đây các bạn click vào chữ Driver và click vào chữ Download. Click vào chữ Upset. Bây giờ tôi sẽ kết nối cáp in USB lên trên máy vi tính nha các bạn. Tôi mở control panel lên. Vào mục là View Device and Printer. Đây, các bạn thấy ha. Windows nó sẽ tự động nhận driver máy in này nha các bạn. Nhưng mà driver này, driver basic nó không có những cái option công cụ hỗ trợ các bạn kiểm tra màu máy in nè, hay là cleaning máy in. Ha, các bạn thấy cái giao diện này nha. Nó đang là Class Driver. Nên bây giờ chúng ta sẽ tiến hành download và cài đặt driver in nó cho nó chuẩn nha các bạn. Rồi, driver sau khi được download về đây, các bạn sẽ mở lên luôn ha. Yes. Rồi, tích chọn vào đây. Set Default Printer là máy in là mặc định ưu tiên chọn để khi các bạn in. Còn các bạn không thích mà tự động update những phần mềm hỗ trợ cho máy in thì các bạn bỏ dấu tích chọn đi. Sau đó bấm OK. Tại đây các bạn lựa chọn ngôn ngữ cài đặt. Mình để tiếng Anh luôn nha các bạn. OK. Tích vào chữ Agree. OK. Setup is complete. OK. Nếu mà cái biểu tượng máy in Epson L1210 này nó chưa có dấu tích màu xanh thì các bạn lít chuột phải lên chọn Set Default Printer nha các bạn. Rồi. Lít chuột phải lên và chọn Printer Properties. Reference. Đây. Những cái công cụ, những option mà mình nói các bạn. Bây giờ các bạn thấy giao diện khác rồi ha. Thì sau khi mà cài đặt xong các bạn vào đây chỉnh lại ha. Document size. Chỉnh lại thành A4. Chọn lại cái loại giấy phù hợp với nơi các bạn sử dụng ha. Tương tự như vậy, Attach Advanced, Printing Default, Document Size.
letter chuyển thành A4. Ok. Rồi, sau khi cài đặt xong hết thì các bạn sẽ click vào chữ Green Test Bay để kiểm tra xem là cái RAM của các bạn cài đặt in thành công chưa. Nếu cài đặt thành công thì máy sẽ in ra một tờ Windows Printer Test Bay. Và đây là các bản Windows Printer Test Bay các bạn. Như vậy là chúng ta đã cài đặt ra và in cho máy in Epson L1210 trên hệ điều hành Windows 10 phiên bản 64 bit thành công rồi nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.